Đi theo con học với tập yoga du già để giữ gìn sức khỏe có gây nghiệp xấu ảnh hưởng đến phát triển tu tập trong tương lai của người Phật tử tại gia không? Đối với hàng cư sĩ đó, thì nó không có nhiều ràng buộc như là tu sĩ. Thành ra cái chuyện mà quý vị tập thể dục để nó rèn luyện sức khỏe thì nó cũng không có vi phạm năm giới. Ừ. Tuy nhiên trong yoga đó thì nếu như sư không nhầm, nó có những cái lý thuyết, nó có những cái lý thuyết mà nó nghịch với chánh pháp. Thành thử quý vị nếu như mình chỉ lấy cái hình thôi, tức là lấy những cái tác hoạt động, lấy cái hình thôi để mà mình rèn luyện sức khỏe, chứ còn mình không có lấy cái tánh, tức là cái tính chất, cái lý thuyết, cái lý luận của họ, thì sư nghĩ là cũng không vấn đề gì, bởi vì mình không có nhận những cái tư tưởng mà nó chưa có chính xác đối với chánh pháp. Mình không có nhận, mà mình chỉ nhận cái phần hoạt động thể chất để mình tăng cường sức khỏe, thì như vậy thì không sao.